Xin kính chào toàn thể cô chú và chị đã trở lại kênh YouTube của Sế Đẹp 88. Em là Trọng Sế Đẹp đây. Thì ngày hôm qua em cũng đã có một cái video chia sẻ rất chi tiết và cụ thể về báo giá tổng hợp tất cả những cái mẫu xe, những cái mẫu xe dòng xe Kia K2700 cũng như là dòng xe K3000 tầm tiền từ 125 triệu đồng. Thì đến ngày hôm nay thì em sẽ xin chia sẻ thêm một số những cái mẫu xe dòng xe từ 3 tấn rưỡi cho tới 8 tấn, 9 tấn và những cái mẫu xe mới về. Và một tin vui cho các bác là chiếc Dongfeng Hoàng Huy B1 hôm qua em đã bán rồi. Đấy. Thì hôm nay sẽ còn một số những cái mẫu xe to nữa cho anh chị em tham khảo các bác nhá. Đó. Đi vào phía trong ở đây, chúng ta sẽ cùng từ phía trong này trước nhá, từ phía trong trước đây. Đấy, sẽ quay ra cam từ phía trước cho bác. Các bác có thể thấy đây. Hiện tại thì đối với dòng 3 tấn rưỡi em còn có rất nhiều nhá, từ dòng máy cơ cho đến những cái mẫu xe dòng xe máy điện. Thì sang từ dòng máy cơ ở góc này trước này. Đó. Trước mắt các bác đây là một cái mẫu xe biển số 20C. Đây, 20C15303 các bác nhé. Đây là một mẫu xe dòng xe Olympia 350. Đây là một mẫu xe dòng xe Olympia 350 này. Máy cơ đời 2017. Một mẫu xe tải màu trắng nhé. Một mẫu xe tải màu trắng đời 2017. Đã lên gương cao cũng như là gương kính chỉnh điện rồi. Trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn. Tải trọng là 3,49 tấn. Thùng dài là 3,7 m các bác nhé. Thùng dài 3,7 m. Và cái mẫu xe tải này thì đang để em báo giá và chia sẻ với cái mức giá là 285 triệu các bác nhé. 285 triệu đồng. Hiện tại thì đối với dòng xe Olympia 350 máy cơ nhé, Olympia 350 máy cơ đời 2017 thì em đang có 3 mẫu, 2 mẫu màu xanh dương và một mẫu màu trắng này đây. Đấy, một xíu nữa em sẽ ra chia sẻ và kia sẽ chia sẻ hết cho các bác luôn. Đấy. Và với mức giá là 285 triệu, đầy đủ điều hòa, lót sàn. Lên gương cao rồi, gương kính chỉnh điện, sơn zin thì cả xe các bác nhé, sơn zin cả xe. Đăng kiểm còn tới tháng 12 năm 2022 đây. Tháng 12 năm 2022. Đấy. Đây tổng thể nội thất đây, ghế thì bọc da rồi này. Đấy, nội thất ghế bọc da rồi. Và em đã có hình ảnh rất chi tiết về từ phần máy móc, gầm bệ cũng như là sơn xịt của chiếc xe này rồi. Anh chị em mà đang quan tâm thì có thể kết nối với em ngay để có thể là có cái thông tin cũng như là cái mức giá tốt nhất các bác nhé. Một lần nữa em xin được báo giá lại mẫu xe này. Một mẫu xe tải Olympia 3,5 tấn, Olympia 350 máy cơ đời 2017. Một mẫu xe tải tải trọng là 3,49 tấn, thùng dài là 3,7 m. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Biển số 20C15303 với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này là 285 triệu các bác nhé. 285 triệu đồng cho mẫu xe này. Đấy. Hôm nay sẽ là một loạt cái video chia sẻ báo giá những cái mẫu xe dòng xe từ tải 3,5 tấn trở lên đối với dòng xe Olin các bác nhé. Đó. Tiếp tới chúng ta cùng đến với cả một cái mẫu xe dòng xe Olin 350 New. Đấy, cũng là màu trắng luôn. Đây. Một mẫu xe biển số Hưng Yên 89C18156 Olin 350 New màu trắng đời 2018 các bác nhé. Đời 2018. Và mẫu xe tải này thì đang em báo giá với cái mức giá là 315 triệu đồng các bác nhé. 315 triệu đồng. Đấy, thùng dài là 4,3 m và thùng mở 5 bừng rồi. Thùng mở 5 bừng và cũng đã có hình ảnh rất chi tiết về mẫu xe này rồi. Các bác mà quan tâm cứ đổi ngay. Đây là một cái mẫu xe dòng xe máy điện nhé. Một mẫu xe dòng xe máy điện. Gương cao, gương kính chỉnh điện, máy điện Euro 4 đi tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, đi tiết kiệm nhiên liệu. Thùng mở lắp bừng rất là tiện cho việc lên xuống và mở hàng này. Đó. Đăng kiểm thì còn tới tháng 11 năm 2022 các bác nhé. Đăng kiểm tới tháng 11 năm 2022. Và chúng ta sẽ cùng lướt qua về nội thất chiếc xe này. Và tất cả những cái mẫu xe dòng xe Olin đây đã có video rất là cụ thể và chi tiết, cũng như là hình ảnh rất chi tiết rồi. Các bác mà đang quan tâm mẫu xe nào thì có thể kết nối Zalo với em thì để em sẽ gửi thêm những thông tin và những cái mức giá ưu đãi hơn nữa các bác nhé. Đó. Đây. Đây là một mẫu xe Olin 350 New này. Nội thất phía bọc da rồi này, trần thì vẫn trần đỉnh nguyên bản nhé. Trần đỉnh nguyên bản. Đây ở góc này nhìn chúng ta nhìn thấy rõ toàn bộ phần vô lăng cũng như củ số còn rất đẹp và đều này. Vô lăng thì là giả tích hợp quá nhá, vô lăng giả tích hợp. Đó, toàn bộ phần hộp để đồ này còn hoạt động tốt nhá. Đấy. Nói chung những cái mẫu xe dòng xe máy điện đời 2018 này thì không có gì phải đắn đo cả. Xe thì cam kết cho các bác là không đụng vào chạm gì nhá. Màu trắng sơn zin còn nguyên nhá. Sơn zin còn nguyên. Đó. Xin được chia sẻ lại cái thông tin về mẫu xe này. Olin 350 New đời 2018, mẫu xe biển số 89C18156, tải trọng là 3,49 tấn. Các bác dùng bằng B2 chạy được tốt các bác nhé. Với kích thước lọt đồng thùng của mẫu xe này là 5,77 m các bác nhé, là 5,77 m. Và
mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này là 315 triệu đồng. 315 triệu đồng nhé. Đấy, 315 triệu. Các bác mà quan tâm thì kết nối với em ngay. Sang những cái mẫu xe máy điện nữa đây. Một mẫu xe máy điện đời 2018 nữa, màu xanh dương. Đây, Olin 350 New đời 2018, màu xanh dương. Máy điện, thùng mở 5 bừng các bác nhá, thùng mở 5 bừng. Biển số 20, biển số Hà Giang 23C05296. Đây, 23C05296, Olin 350 New đời 2018. Và cùng cái mức giá là 315 triệu đồng, các bác có thể sở hữu xe, trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn. Tiếp tới thông tin cơ bản nữa đó là đăng kiểm thì còn rất là dài. Đăng kiểm tới tận tháng 6 năm 2023 các bác nhé. Đây, đăng kiểm tới tháng 6 năm 2023. Đó, thùng mở 5 bừng nên việc lên xuống hàng, bốc giữa hàng rất là dễ dàng các bác nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần nội thất của chiếc xe này. Đó, anh chị em mà cần thêm thông tin chi tiết để kết nối cho em qua số điện thoại là 0975 180 777 và 0981 188 765 các bác nhé. Đây, về phần nội thất đây thì ghế bọc da rồi này. Trần vẫn trần đỉnh nguyên bản nhé, trần vẫn trần đỉnh nguyên bản thôi. Đó, trần rất trần đỉnh nguyên bản thôi. Đó, và nó có hình ảnh rất là chi tiết của xe này rồi. Olin 350 New đời 2018, một mẫu xe tải biển số Hà Giang 23C05296, tải trọng là 3 tấn 49, thùng dài 4m3, đầy đủ điều hòa, lót sàn. Đăng kiểm từ tháng 6 năm 2023 với mức giá là 315 triệu đồng các bác nhé. 315 triệu đồng, và anh chị em xem xe chắc chắn là sẽ sở hữu xe với cái mức giá nó ưu đãi hơn nữa. Đó, tiếp tới chúng ta cùng đến với cả một cái mẫu xe, đó là một mẫu xe đời 2021, một mẫu xe đời mới, Olin 700 các bác nhé. Olin 700 tải thì vẫn là 3 tấn 49. Đây, tải trọng của nó vẫn là 3 tấn 49 này. Đó, tải trọng vẫn là 3 tấn 49 này. Đó, biển số 88H00265, thùng dài vẫn là 4m3, vẫn Euro, công nghệ Euro 4. Và đăng kiểm của mẫu xe này thì còn tới tháng 3 năm 2023 các bác nhá. Đây, đăng kiểm còn tới tháng 3 năm 2023 đây. Đấy, một mẫu xe tải đời tương đối là cao, đời 2021, một mẫu xe gọi là chạy lướt thôi. Bây chúng ta cùng đến qua về phần nội thất của chiếc xe này. Đây, những cái ống tắc kê nó còn vàng ươm này. Đó, đây, tổng thể nội thất thì ghế đã được bọc da rồi này. Trần thì cũng được làm trần với cả màu vàng rất là đẹp này. Đấy, màu vàng rất là đẹp. Đầy đủ là đầy đủ đô rồi. Xe sẵn dùng các bác nhá. Tất cả những cái phần nhựa nhiếc từ tapi, cửa, mặt bằng thấp lô đẹp đẹp nguyên bản hết. Đấy, một mẫu xe gọi là xe lướt cho các bác. Các bác có thể cân đối lựa chọn. Tiết kiệm hơn so với xe mới hơn 100 triệu các bác nhá. Hơn 100 triệu. Đó. Em xin được chia sẻ lại thông tin của mẫu xe này. Olin 700 đời 2021, tải trọng là 3 tấn 49, thùng dài là 4m35, trang bị đầy đủ điều hòa, với đăng kiểm tới tháng 3 năm 2023. Và mức giá đang được em chia sẻ cho mẫu xe tải này là 380 triệu các bác nhé. 380 triệu đồng. Anh em mà làm quan đang quan tâm thì kết nối với em ngay để có thể sở hữu xe với cái mức giá ưu đãi hơn nữa các bác nhé. Đó, từ phía này ra chúng ta sẽ cùng đến với cả thêm những cái mẫu xe, dòng xe 3 tấn rưỡi và 5 tấn ngoài này các bác nhá. Những cái mẫu xe 7 tấn em sẽ chia sẻ sau. Đây, những mẫu xe này sẽ được chia sẻ sau. Đó, đây. Ra ngoài phía này trước chúng ta cùng chia sẻ xem qua với những cái mẫu xe tầm 3 tấn rưỡi, 5 tấn ở phía ngoài này. Cũng là một cái mẫu xe, à đây, 5 tấn trước đi. 98C12929. Đây là một cái mẫu xe, dòng xe Olin 500B các bác nhá. Olin 500B đời 2017. Đời 2017. Và cái mẫu xe tải này thì đang em báo giá với cái mức giá là 320 triệu các bác nhá. 320 triệu cho mẫu xe biển số 98C12929. Tải 5 tấn, thùng dài là 4m25. Tải 5 tấn, thùng dài 4m25 và có thể mở 5 bừng các bác nhá. Có thể mở 5 bừng rồi. Đăng kiểm thì còn tới tháng 12 năm 2022. Tháng 12 năm 2022. Và hiện tại đối với dòng xe 500B em đang có những mẫu đời 2015, 16 và 17, và có rất là nhiều sự chọn cho anh chị em tham khảo. Mở cái phần cánh cửa ra, chúng ta cùng kiểm tra về nội thất cho bên chiếc xe này.
Đây là một mẫu xe lửa đầu đời 2017. Đây là lên xuống kính thì vẫn bằng quay tay không nhá. Đấy, vẫn là quay tay, chưa được chỉnh điện. Em anh chị em mà muốn chỉnh điện phải là chế thêm mà cũng được. Đó, đây. Gương kính vẫn là quay tay, đồng thành nội thất thì xe cũng không có lỗi gì cả. Đầy đủ điều hòa, xe Samsung. Khung của chiếc xe này nó dài tương đương cả cùng dòng xe 350 new máy điện em vừa chia sẻ. Đã có hình ảnh rất là chi tiết cho từng mẫu xe. Các bác mà quan tâm để kết nối Zalo với em và thương thụ và gọi điện qua số điện thoại là 0975 180 77 và 0981 188 765 các nhé. Đó, em xin được chia sẻ lại thông tin chiếc xe này. Olin Atom B đời 2017, một mẫu xe tải tải trọng là 5 tấn, thùng dài là 4m25 với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này nhé. Mức giá đang chia sẻ cho mức giá này là 320 triệu các nhé. Đó, ra phía ngoài này chúng ta sẽ cùng đến với thêm những cái mẫu xe 5 tấn nữa. Một số cái mẫu xe 5 tấn nữa đây, ngoài này cũng là những cái mẫu xe 500B đời 2015, 16, 17 ở phía ngoài này đây. Trước mắt các bạn đây là một cái mẫu xe biển số 28C06457. Đây là một mẫu xe 500B đời 2017 các bác nhé. 500B đời 2017, tải trọng thì là 5 tấn, thùng dài là 4m25, trang bị đầy đủ điều hòa lót sàn. Và với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này là 320 triệu các bác nhé. 320 triệu, đăng kiểm còn tới tháng 7 năm 2023. Đấy, 7 năm 2023 các bác nhé. Đó, tải thì 5 tấn, thùng dài 4m25. Đây là những cái mẫu xe dòng xe phanh hơi, sử dụng phanh hơi, rất là đi rất là ổn định và đảm bảo an toàn khi đi trên các cung đường đèo đồi núi và chở hàng quá tải cũng rất là tốt các bác nhé. Đó, ok, 500B là 2017 với cái mức giá là 320 triệu. Gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0975 180 77 và 0981 188 765 để có mức giá tốt hơn và ưu đãi hơn nữa các bác nhé. Đó, ra bên ngoài này, đây chúng ta sẽ cùng đến với thêm một số những cái mẫu xe 500B nữa. Mẫu xe biển số 29C70357. Đây là một mẫu xe 500B đời 2016 các bác nhá. Một mẫu xe 500B đời 2016, tải trọng là 5 tấn, thùng dài là 4m25. Đời 2016. Mẫu xe biển số Hà Nội này thì đang em báo giá với cái mức giá là 285 triệu các bác nhá. 285 triệu đồng cho mẫu xe này. Và hiện tại thì đối với dòng xe 500B đời 2016 em đang có hai mẫu và em sẽ tí sẽ chia sẻ thêm một số mẫu ở phía ngoài này nữa. Đó, 29C70357, Olin 500B đời 2016 với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này là 285 triệu các bác nhé, 285 triệu đồng. Đó, ở ngay phía sau chúng ta cùng đến với cả một cái mẫu xe 500B đời 2017 các bác nhé. 500B 2017, đây là một mẫu đời 2017 này. Cái mẫu xe tải này thì đang em báo giá với cái mức giá là 320 triệu, có bớt nhé, 320 triệu có bớt cho anh em thể trí. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Cũng là một mẫu xe 5 tấn nữa, phanh hơi cho các bác hãy lựa chọn. Hiện tại thì đối với dòng xe 5 tấn đời 2015, 16, 17 em đang có sẵn rất nhiều và có nhiều sự lựa chọn khác nhau cho các bác các nhé. Đó, 500B 2017 với mức giá là 320 triệu nhé, 320 triệu đồng. Ok, bây giờ em sẽ đi ra phía ngoài này, chúng ta cùng đến thêm với cả một số những mẫu xe nữa nhé. Đây ở phía bên này đây có rất là nhiều những mẫu xe. Trước mắt qua đây là hai cái mẫu xe 500B, một mẫu đời 2017 và một mẫu đời 2015 các bác nhá. Đây, trước tiên là đến cái mẫu xe đời 2015 trước đây. Mẫu xe biển số 98C26815, Olin 500B đời 2015, một mẫu xe tải tải trọng 5 tấn. Với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này là 285 triệu. Nội thất thì ghế bọc da rồi, trần cũng đã được bọc trần khá là đẹp. Trần 4D các bác nhá, trần 4D rồi. Đó, và với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này là 255 triệu, 255 triệu các bác nhé. Đấy, những cái bản như cái này vẫn còn nguyên này. Đó, vàng ươm rồi, một mẫu xe đẹp trong tầm tiền. Anh chị em mà đang quan tâm kết nối với em ngay,
thùng mở lăm bừng, đầy đủ điều hòa và xe sẵn dùng các bác nhé. Đăng kiểm của mẫu xe này thì còn tới tháng 9 năm 2023. Đăng kiểm thì còn tới tháng 9 năm 2023 các bác nhé. Đó. Và kế bên chúng ta cùng đến với cả thêm một cái mẫu xe Olin 500B nữa. Biển số 26C06852. Đây là một mẫu xe Olin 500B đời 2017 và đang được chia sẻ với cái mức giá là 320 triệu. Anh chị em mà đang quan tâm thì kết nối với em ngay để có thêm thông tin kỹ càng hơn. Ngoài ra thì phía sau đây chúng ta cùng đến với cả một cái mẫu xe Olin 700A các bác nhé. Olin 700A đời 2014. Đây, hiện tại thì đối với 700A em đang có hai mẫu nhá. Đây là những cái mẫu xe thùng dài 6m2, 7 tấn và nó được thêm cả chiều cao. Được thêm chiều cao và lốp to nữa, lốp thì lốp 9 rồi. Đây em kiểm tra thông tin nào. Đó, đầy đủ điều hòa rồi. Xe thì sẵn dùng lốp 9. Nó chiếc xe này thì được thêm thứ nhất là được thêm cái cabin kép là một này. Cái thứ hai đó nó khác với dòng 700B bình thường. Đó, trên này chiếc xe này có cái cabin kép là một này. Thùng nó sẽ cao hơn, lốp to hơn các bác nhá. Thùng cao lốp to hơn. Đó, máy cũng to hơn nữa. Và với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe 700A đời 2014 này là 365 triệu các bác nhá. 365 triệu đồng. Và tất nhiên là có bớt nhé. Đây là có bớt rồi. Đó. Vừa rồi là một loạt 5 tấn và 7 tấn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong kia cùng đến với cả thêm những cái mẫu xe tải 7 tấn, 8 tấn và 9 tấn nữa cho anh chị em tham khảo các bác nhá. Tiếp tới đây là một cái mẫu xe 450A đời 2015. Các bác cần một cái mẫu xe mà máy to, thùng dài thì cân đối mẫu xe này. 98C08590. Đây là một mẫu thùng dài 5m77. Tải 5 tấn các bác nhá, tải 5 tấn, máy to, máy tương đương cả dòng xe 700C bên cạnh. Mẫu xe bên cạnh. Đấy, và cái mẫu xe này thì đang em báo giá với cái mức giá là 335 triệu nhá. 335 triệu đồng. Đấy, các bác mà quan tâm thì kết nối với em. Tải 5 tấn các bác nhá. Đó. Kế bên thì là một cái mẫu xe Olin 700C đời 2016. Mẫu xe biển số 98C01106111 các bác nhá. Đây, mẫu xe hai khoang. Hai khoang, thùng mở lăm bừng. Đấy, tải là 7 tấn, thùng dài là 5m77 và với mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này là 395 triệu các bác nhá. 395 triệu đồng. Mức giá hạ nhiệt rất nhiều so với thời điểm trước. Đó. Đã 2016 này thì gương thì vẫn là chưa được lên gương đôi không nhá, chưa lên gương đôi. Nội thất thì ghế bọc da rồi này, đấy. Trần thì trần nỉ nguyên bản, đây là ghế hơi không nhá. Xe này trang bị thêm một ghế hơi, này ghế hơi, ối. Và với mức giá là 395 triệu, anh chị em mà thiện chí có thể kết nối em ngay để có thêm cái thông tin và cái mức giá ưu đãi hơn. Đăng kiểm thì còn tới tháng 3 năm 2023 các bác nhá, đăng kiểm tháng 3 năm 2023. Đó. Tiếp tới đây chúng ta cùng đến với thêm một loạt những cái mẫu xe 8 tấn nữa này. 8 tấn những cái mẫu xe dòng xe 800A. Hiện tại đang có 3 mẫu xe 800A cùng đời 2015 và cùng cái mức giá là 400 triệu đồng. Anh chị em mà đang quan tâm đến những cái mẫu xe thùng dài 6m9 cabin kép này thì kết nối với em ngay nhé. Biển số 20C24178 là một mẫu xe 800A thùng inox các bác nhá. Toàn bộ thùng inox, cái thùng kia phải đến hơn cả 100 triệu mất. Thùng inox tải là 8 tấn, thùng dài 6m9 cabin kép. Các bác mà chở hàng cây cây cối keo các thứ thì khá là phù hợp. Đó, và với mức giá đang chia sẻ cho mẫu xe tải này là 400 triệu đồng các bác nhá. 400 triệu. Đăng kiểm còn tới tháng 11 tháng sẽ có đăng kiểm hỗ trợ đăng kiểm mới cho các bác nhé, sẽ có hỗ trợ đăng kiểm mới cho bác nếu như hết đăng kiểm. Còn đăng kiểm còn tới tháng 10 mà. Đấy. Đó. Kế bên cũng là một mẫu xe 800A cùng đời 2015 và cùng cái mức giá là 400 triệu đồng. Anh chị em mà đang quan tâm đến những cái mẫu này có thể kết nối với em ngay nhé. Và tiếp tới chúng ta cùng đến với cả một mẫu xe 900B đời 2017. Hiện tại 900B thì em vừa mới về thêm một mẫu nữa, đó là có hai mẫu 900B cùng màu xanh và cùng đời 2017 và đang được chia sẻ với mức giá là 525 triệu đồng nhé. 525 triệu đồng để anh chị em mà quan tâm đến những cái mẫu xe này có thể kết nối với em thêm cái mức giá ưu đãi hơn. Đó. 525 triệu đồng cho mẫu xe tải 9 tấn, thùng dài 6m9, cabin kép. Phanh thì phanh hơi lốc kê rồi. Đấy. Vào cái những cái mẫu xe đời 2017 này thì đây là đã lên gương đôi các bác nhá, đã lên gương đôi rồi. Đó. Ok. Và cuối cùng chúng ta cùng đến với cả những cái mẫu xe 7 tấn, mẫu xe 120 đời 2021 tải là
tải là 7 tấn các bác nhá, tải 7 tấn, thùng dài 6m2. Đây là một mẫu xe máy điện và với mức giá là 525 triệu các bác nhá. 525 đồng cho mẫu xe này. Đó. Kế bên thì cũng là một cái mẫu xe 700B nữa, để 98C11629, 700B là 700B là 2016 với cái mức giá là 395 triệu nhá. 395 đồng. Đây, các bác có kết nối với em để có thêm thông tin kỹ càng hơn. Vừa rồi đó là một cái video báo giá rất là cụ thể và chi tiết những cái mẫu xe dòng xe Olin từ 3 tấn rưỡi cho tới 8 tấn, 9 tấn. Hôm qua thì đã có video chia sẻ về một loạt những cái mẫu xe dòng xe Kia tải từ 1 tấn 25 cho tới 1 tấn 4 rồi. Anh chị em mà đang quan tâm mẫu xe nào thì vui lòng kết nối với em ngay để có thêm thông tin và mức giá đã hơn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video chia sẻ báo giá ngày nay. Hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ và báo giá chi tiết tất cả những cái mẫu xe dòng xe Kia cũng như Olin ở video lần sau.